tiếp tục chia sẻ những cây cảnh nghệ thuật rất là tuyệt vời được trưng bày tại nhà văn hóa thôn La Tinh, xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Chỗ này là trưng bày những cây cảnh nghệ thuật là nhỏ và tầm trung. Những cây được bày ngay ở khu trung tâm. Một tác phẩm xanh anh Nam Điền. Cây này của chủ nhân là anh bác. Gốc rất là đẹp này. Bộ tán cũng được chia bông nhưng nó không rời rạc, được liền với nhau, nhìn rất là tự nhiên, đẹp. Nhìn là tổng thể cây này cũng đẹp, và cây này được trồng ở trong một cái bể đá cũng rất là hợp với cây này. Một tác phẩm rất là tuyệt vời. Cây này cũng già cây. Xanh Nam Điền rất là tuyệt vời. Cây này cũng là xanh nha, Nam Điền. Cây này của chủ nhân là Thành Quán Toan, một nhà vườn lớn. Tác phẩm cũng rất đẹp. Có lẽ trong nhiều năm gần đây, xanh Nam Điền đã được lên ngôi và cũng rất nhiều người yêu thích. Và qua sàng lọc nhiều năm thì có lẽ nó sẽ bền vững mãi với thời gian. Nhiều người đã có câu nói là có tiền thì cứ Nam Điền mà chơi. Đây là một cây si dáng thác đổ. Nhìn từ xa tác phẩm này. Trong khoảng 5 năm gần đây thì tác phẩm Si lại được nhiều người yêu mến. Có những thời gian người ta đã thờ ơ với Si. Cái này của bác Huỳnh. Tác phẩm rất là tuyệt vời.
cái đường chạy của nó rất là độc đáo. Nhìn từ xa tác phẩm này chiều nào đẹp. Những góc quay đẹp nhất của cây si dáng thác đổ đang được chia sẻ tới quý vị và các bạn. Đây là một cây kim quýt. Cây này đang ra nhiều hoa. Bộ tán ở cây kim quýt đã được làm theo phong cách tự nhiên, tổng thể rất là đẹp. Có lẽ cây này được làm theo phong cách chơi cây của người Nhật, ngay cả từ cái khay đựng nó cũng có những cái ảnh hưởng của khay chậu của người Nhật làm. Màu nâu trơn, và nhìn những tác phẩm này rất là đã mắt. Rất là tuyệt vời. Tiếp tục với những cây bày ở khu trung tâm. Đây là một cây hoa giấy. Xanh Nam Điền, cái này rất là đẹp. Cái này của anh Bắc. Cái này già cây. Đẹp. Anh Bắc cũng nổi tiếng với nhiều cây cảnh có giá trị cao.
Đây có một tác phẩm si ký đá cũng rất là tuyệt vời này. Lùn cây. Bộ tán được làm theo phong cách tự nhiên. Nhìn rất là có chiều sâu. Xanh Nam Điền. Cái này cũng của chủ nhân là anh Vượng này. Cái này chân vệ hay. Những cây bày ở khu trung tâm đều là những cây đẳng cấp, nhìn rất là đã. Mai chú Thủy dáng trực. Không nhất thiết cứ cây nào cũng phải lùn cây. Nhìn thân cao này cũng rất là hay. Hoa của nó rất là đẹp này. Rực rỡ. Thân xù xì lưu cục này. Những cây cảnh đẹp của các nhà vườn nổi tiếng và của nghệ nhân đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.